Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ăn Tiến. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với Q&A số thứ 18. Những câu hỏi của số thứ 18 ngày hôm nay mình nhận được là xoay quanh cái câu hỏi đó chính là làm thế nào để tính được chỉ số VOI Max. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Lương Anh. Cho mình hỏi Garmin Stream 2 sau ít người dùng với bạn. Mình hay đi bơi, bây giờ dùng Garmin nào phù hợp với mức tài chính là khoảng 6 triệu đồng. Rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Với câu hỏi của bạn thì mình xin trả lời như sau. Đối với câu hỏi của bạn thì chúng ta có thể thấy rằng là Garmin Stream 2 là một sản phẩm có mức giá tốt nhất để hỗ trợ cho bơi lội chuyên sâu, với nhiều tính năng cung cấp các chỉ số chính xác trong quá trình luyện tập và đánh giá thể trạng của người sử dụng. Với câu hỏi của bạn đưa ra thì vấn đề chính đó chính là nhằm ở cái cung cầu. Vì hiện tại khi mà không hẳn là ai cũng sẽ đầu tư một chiếc đồng hồ để hỗ trợ cho việc bơi lội. Và nói thẳng ra là ở thị trường Việt Nam, sản phẩm hỗ trợ bơi lội này không được đón nhận nhiều như các sản phẩm hỗ trợ chạy bộ như là trên For Nursery. Chính vì vậy là ở thời điểm hiện tại thì Garmin Việt Nam cũng sẽ không nhập sản phẩm này về quá nhiều đâu. Với mức giá 6 triệu đồng và bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ hỗ trợ bơi lội thì có thể cân nhắc về sản phẩm Forerunner 245 nhé. Thì đây là một sản phẩm có thể phù hợp khi các bạn muốn tập luyện bơi hồ thường xuyên và nó sẽ đưa ra các chỉ số vô cùng chính xác trong quá trình luyện tập. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai nhé. Câu hỏi thứ hai đến từ bạn Hùng Trần. Số cho mình hỏi về cơ chế hoạt động của bài tập gợi ý hàng ngày của Forerunner 745. Vì ngày hôm qua đồng hồ có gợi ý cho mình chạy chậm trong khoảng thời gian là 74 phút và khi mình hoàn thành gợi ý này thì đồng hồ báo rằng kết quả luyện tập không hiệu quả. Vậy làm thế nào để mình có thể hiểu rõ hơn về bài tập và giúp nó trở nên hiệu quả hơn? Có phải là mình cần nghỉ ngơi hay không, giảm thiểu stress hay là bổ sung thêm dinh dưỡng để có thể cải thiện được điều đó? Mình thấy rằng đây là một câu hỏi rất hay. Với câu hỏi này sẽ giúp chúng ta có thể hiểu rõ hơn được về tính năng, về các bài tập đề xuất đến từ Forerunner 245, 745 hay là 945 nhé. Và bây giờ thì hãy đến với câu trả lời của mình. Vấn đề chính ở đây nhằm ở phần nhịp tim. Với những bài tập gợi ý của Forerunner Series đưa ra thì sẽ có một cái nhu cầu đề xuất về nhịp độ và nhịp tim cần các bạn đạt được. Vì vậy hãy khai thác thông tin bên trong đồng hồ đang yêu cầu các bạn là phải chạy với nhịp độ là bao nhiêu và nhịp tim yêu cầu là bao nhiêu để đạt được hiệu quả trong bài luyện tập này nhé. Có thể trong trường hợp của bạn là bạn đang chạy dưới nhịp tim mà Forerunner 745 yêu cầu, vì vậy sẽ dẫn đến kết quả là không đạt yêu cầu. Câu hỏi cuối cùng đến từ bạn Lương Nguyễn. Shop cho mình hỏi trên Forerunner 245 Music của mình làm thế nào để tính được chỉ số VOI Max. Mình đã thử chạy theo yêu cầu của đồng hồ là 15 phút nhưng đồng hồ vẫn đưa ra chỉ số VOI Max từ rất lâu rồi. Vậy câu hỏi của mình sẽ như sau. 1. Bắt buộc 2 lần chạy của mình phải ở ngoài trời phải không? 2. Về thời gian giữa 2 lần chạy có thời gian cố định nào hay không? Hay mình phải hoàn thành 2 lần trong một khoảng thời gian cố định là bao nhiêu lâu? 3. Đó chính là về thời gian chạy bộ ngoài trời tối thiểu có phải là 15 phút phải không? Ok, đây là câu hỏi rất hay và gần như là chúng ta sẽ khai thác được hết cái việc là làm thế nào để có thể tính được chỉ số VOI Max trên các sản phẩm Garmin. Và bây giờ sẽ đến với câu trả lời của mình nhé. Để tính được chỉ số VOI Max thì chúng ta sẽ có rất nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như là chạy bộ, chạy trail run hay là đạp xe. Nhưng cơ bản nhất đó chính là 2 lần chạy bộ ngoài trời và bắt buộc là chúng ta sẽ phải có tín hiệu về GPS nhé. Ngoài ra thì khoảng thời gian mà các bạn yêu cầu đó chính là rơi vào khoảng từ 10 cho đến 15 phút. 15 phút ở đây đó chính là dành cho sản phẩm Vivo Sport. Nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ phải chạy lên đến là 15 phút các bạn nhé. Ở các sản phẩm khác thì rơi vào khoảng là 10 cho đến 10 phút là ok rồi. Nhưng nếu các bạn có thể chạy được lâu hơn thì sẽ càng tốt. Và điểm quan trọng nhất đó chính là cái thiết bị đo được chỉ số VOI Max này thì các bạn sẽ phải đo được cả nhịp tim nữa. Hoặc tốt nhất là bạn sẽ có thể đeo thêm một cái chết đeo nhịp tim để có được chỉ số đo nhịp tim chính xác. Thì từ đây chỉ số VOI Max cũng sẽ được tối ưu. Tổng quan lại thì yêu cầu đưa ra ở đây là bạn sẽ phải chạy tối thiểu 10 cho đến 15 phút ở ngoài trời có tín hiệu GPS. Và quan trọng nhất đó chính là nhịp tim của bạn phải đạt được mức 70% nhịp tim tối đa và trong khoảng thời gian tối thiểu là 10 phút nhé. Và đối với Vivo Sport sẽ là 15 phút cho 2 lần chạy ngoài trời. Thì như vậy thì các bạn sẽ có thể tính được chỉ số VOI Max ở thời gian thực. Chúc các bạn thành công. Và vừa rồi là tất cả câu hỏi của Q&A số thứ 18. Nếu bạn có câu hỏi gì, hãy comment phía bên dưới nhé. Và chúng mình sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất trong số tiếp theo.
Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.